Bây giờ thì chúng ta vào thẳng game luôn. Và hôm nay thì mình bị fail rồi. Hôm nay là xin lỗi nhà tài trợ Pew Pew. Vậy là tối hôm nay thì mình sẽ đói rồi, tại vì không chạy được cái video cho sếp. Mình là Anthony và hôm nay mình sẽ phụ trách tiếp cái game đấu thứ hai ngày hôm nay. Game đấu giữa Fnatic và Erlen trong khuôn khổ BO3. Và bên đầu tiên thì chúng ta có Fnatic ở bên phía Dire, à xin lỗi, ở bên phía Radiant, và có Alliance ở bên phía Dire. Và trong lobby thì bên phía Alliance họ chủ động chọn bên phía Dire trước. Vậy là mình hãy xem thử họ có dùng chiến thuật back cái con Roshan hay là lại tiếp tục Red Doodle nữa hay không. Chúng ta hãy chờ xem, vì mỗi lần mà mình thấy bên phía Alliance mà họ có pick được cái lựa chọn phía sai thì họ thường chọn ở đây rồi. Chúng ta hãy chờ xem liệu Alliance có cho chúng ta bất ngờ hay không, hay họ lại đánh một cái đánh rất là quen thuộc hôm nay. Team pick. Chúng ta có thể thấy đó là những cái bang rất là quen thuộc như là Invoker, Ember, EO và Lycan ở hai phía bên. Và với việc mà Pathfinder và Dazzle còn sót lại thì phía Fnatic họ pick cho mình Pathfinder, trong đó thì Dazzle ở bên phía Alliance. Ngoài ra thì chúng ta có nick Assassin được cầm bởi bốn đó. 10 Và Naga Siren cho bên phía Fnatic. Bên phía Fnatic thì lối đánh dùng Naga Siren của họ khác với những team mà chúng ta thường thấy, hay là Liquid hay là EG họ nuôi Naga Siren ở mid. Còn trong phía đấy thì những cái team như là lối đánh như Alliance hay là Na'Vi thì nếu có pick Naga Siren thì họ đánh theo kiểu cổ điển, đó là để cho Naga đi lên cái dry lane và được free farm cùng với hai support, thay vì là để cho Naga đi mid và stack jungle và farm cả game. Dire team ban. Radiant team Và chain của bên phía Lion đã bị ban bằng Aki, đánh chain thì rất là tốt, ban những con support có khả năng làm khuấy team đảo ban. được cái early game, cũng giống như là push rất mạnh ở mid game. Như là Chen là một cái pick, là một cái ban cực kỳ hoàn hảo đến từ bên phía Fnatic. Và thêm nữa thì nếu mà player nó không hay thì con hero nó không có hay đâu. Con hero trong Dota nào rất là mạnh, con nào cũng mạnh cả, nhưng mà quan trọng là người làm cho nó mạnh, người làm cho con hero đó phát huy được khả năng, thì đó mới là sức mạnh của hero đến từ người chơi chứ không phải là đến từ bản thân con hero đó. Và DK đã bị ban bởi phần tích rồi. Team pick. Radiant team pick. Vâng, vậy Luna đã là sự lựa chọn cho bên phía Alliance rồi. Quá chuẩn. Với việc mà có Naga thì phải ban Disruptor, đó là một điều cực kỳ dễ hiểu. Có Naga phải ban Disruptor, tại vì bản thân Disruptor đã nguy hiểm rồi. Nếu mà Naga mà ngủ mà có từ 2 đến 3 hero của team bạn đứng cạnh nhau, thì khi mà combat thì ba hero đó sẽ bị cái Ten Static seconds Storm remaining. giống như là cái Kinetic Field của Naga shutdown ngay trong combat khi mà chưa kịp làm Five gì. seconds remaining. Rất là chuẩn rồi. Naga Siren Disruptor là một bài mà chúng ta đã được thấy ở Lion đánh rất là nhiều Reserve trong time. trong giai đoạn sau giải TI. Bài đó rất là nhiều. Và dạo này thì sau khi đó, lúc đó là meta đó thì còn khá là cái meta sau TI3 thì nó khá là đảo lộn, mọi người tranh nhau thi nhau đánh bảng Dire Dota. team pick. Giờ Lion mới thay đổi cái meta là đánh những cái combat AoE, là Radiant quay team về pick. với lại cái giải giống như TI2, đó là
sử dụng LA nhiều hơn. Nhưng gần đây thì cái sự nổi lên của một cái lực châu Á đó là Psygaming thì họ đánh draft Dota chính bằng Naga luôn, chứ không phải là bằng Furion hay bằng con khác. Đây là nó là giấy lên phong trào draft Dota mới, nhưng mà thật ra draft Dota là một bóng đá là một cái kiểu đánh Dota cực kỳ thực dụng. Radiant họ đánh team win, ban. Họ đánh push chứ họ không dùng họ không dùng cái những cái combat đẹp mà mọi người vẫn thường mong muốn xem. Giống như là các bạn có thể nói, nếu mà các bạn mê đá banh thì các bạn có hai trường phái đá bóng, đó là đá khá là nổi tiếng, đó là Tiki Taka và Tiki đó của Barca, thì họ đá rất là nhuần nhuyễn, rất là đẹp, bơm banh về 10 seconds remaining. Nói chung là truyền rất là đẹp, lừa rất là đẹp. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta có bóng đá chặt chém của Mourinho bằng bóng đá truyền về phòng thủ say Sabit 2 tầng hay là kim cương ngược, tất cả các kiểu như vậy. Đối với Dota nó cũng rất là đa dạng và nó rất là bất ngờ, giống như bóng đá mà mọi người từng xem. Vâng, các bạn hỏi anh nói nhiều thế, bây giờ các bạn có muốn xem kịch câm hay là các bạn muốn xem Dota có người bình luận? Còn nói ít thì các bạn ném gạch, nói nhiều các bạn cũng ném gạch, chắc không nói thì các bạn không ném gạch đúng không? Bây giờ thì chúng ta có Shadow Demon cho bên phía Alliance. Còn quý vị mà có Shadow Demon thì Bad Rider khó mà có thể kéo được một thanh niên về. Nhưng mà bên cạnh đó thì có Ben và Mirana. Ben và Mirana thì bộ đôi này là cực kỳ Sida rồi. Sida theo kiểu mà Sida kiểu như là Radiant Team 6. Bộ đôi này là bộ đôi im 3, một tên ngủ xong một tên bắn tên. Chứ kể là nếu mà Naga Siren ngủ rồi Mirana bắn tên cho con Bad, để sau khi vừa thả ngủ xong thì carry bên kia ăn cái tên 5 giây. Đó là một cái chiến thuật khác. Trong đó thì bên phía ở đây họ có Nớt bằng Madness. Madness của S4. Earthshaker here. Vâng, còn với các bạn nào mới xem stream của PPU hay là mới làm quen với Dota thì mình xin giới thiệu là mình là boy chùm gà kèo của khu vực Bắc Mỹ. Bạn mà nào mà gạ kèo với mình thì mình sẽ mời bạn đánh server châu Phi ngay. Bằng cốt đầy đủ bao nhiêu mình cũng đánh. Trong khi đó thì bên phía Fnatic vẫn họ pick cho mình thêm Earthshaker. Chúng ta đã có Earthshaker vẫn có thể là một cái đội hình full disable của bên phía Fnatic. Hero nào bên phía Fnatic cũng có khả năng disable rất là tốt. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với game đấu của ngày hôm nay. Game đấu đầu tiên giữa Fnatic và Alliance. Ngày hôm qua đáng lẽ thì game đấu này đã phải diễn ra vào lúc 11 giờ ngày hôm qua, nhưng Alliance họ bận giải Dream League cũng giống như là những giải khác, cho nên là nó được dời sang ngày hôm nay. Bây giờ trên màn hình các bạn đó là team Fnatic, có Fnatic Chrissy đang cầm Bad Rider và nó sẽ lên đây và cắm một cái ward ở đây. Còn trong đó ở mid chúng ta có Honey sẽ cầm Naga. Vậy là Naga này là Naga của kiểu ATG rồi. Vâng, bây giờ thì cả Fnatic cũng học luôn cái kiểu này của ATG rồi, đó là đưa Naga đi mid. Ở dưới bot thì chúng ta có Fly cầm Ben, chúng ta có Era cầm Mirana, và cuối cùng là Notel sẽ cầm Earthshaker. Trong khi đó thì bên phía ở Lion chúng ta có Haki, Dota cầm Luna và EGM support cầm Shadow Demon. Trong khi đó thì S4 cầm hero quen thuộc ở nấy là Madness sẽ limit. Và trên top chúng ta sẽ có Admiral Bulldog bằng ông chủ thánh đánh Red Dota. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy đây là một cái dry land của bên phía Alliance. Đây là offensive dry land. Họ dry land trên cái bot lane. Dưới bot lane của bên phía họ, và họ đã smoke rồi, họ làm gì đây?
chắc là dụ tiên bạn ra ăn run, sau đó lại úp súng và hành hạ tiên bạn. Với cái cũng nói thêm là với cái combat này bằng bây giờ thì họ sẽ up fly xuống và đi lại gần nhau xong heal, và bây giờ thì họ sẽ đánh thôi. Và tên bắn trúng Ban, và bắn trúng Illusion của Vienna này, đúng không? Một pha mà thật sự là cái combo của Alliance thì mình nghĩ là nó sẽ bá hơn, nhưng mà nó đòi hỏi là bạn phải có dày và đi sát hơn. Dù như giống cái combo rồi, khi mà up xong ba thành viên của bên phía Alliance đứng xung quanh cái bóng up ấy, thì khi mà bóng up đó nó mở ra thì Ban sẽ bị kẹt trong đó. Đó là những gì mà mình thấy họ đang cố gắng làm. Nhưng vì level 1 cho nên là những thanh niên này chạy rất là chậm, cho nên là không thể nào làm được cái đó. Nhưng mà khi mà có giày, khi mà Dazzle, Luna có giày và Shadow Demon có giày thì chúng ta sẽ được thấy họ đánh combo đó. Đó là cái combo mà ngày trước thì có Slada. Hôm nay thì chúng ta thay Slada bằng Luna. Thật sự nếu mà bên phía Alliance pick Slada cho Luna trong trong game này thì cái mà up Ban vừa rồi có thể sẽ là một cái first blood, tại vì chúng ta có thêm cái stun đến từ Luna. Và chưa kể đó là trong khi mà cái đó thì Luna của Luna lại lên cái Luna Blessing first, chứ không là lên cái beam, cái Lucian beam. Nếu mà Lucian beam trong tình huống vừa rồi thì cũng có thể là slow Ban lại. Mini stun thì Finiston 0.6 giây ở early game như thế là quá đủ rồi. Bây giờ chúng ta có thể thấy Era đang dùng mình để đỡ grip, nhưng mà Luna đã rất nhanh ý và anh ấy đã bay lên và phải bắn Era, làm cho Era phải lui vào tower. Và với việc mà last hit dưới tower thì không có carry nào khi mà họ control lane á, không bao giờ để cho grip chạy vào tower như này. Tại vì tower bắn như thế này thì sẽ có khó hit hơn, hoặc là để cho team bạn có khả năng deny bằng tay dài. Nếu mà carry hoặc support tay dài thì có thể chêm tay vào deny. Trong đó thì chúng ta có Notel đang làm, mình nghĩ là anh ấy sẽ block cái grip và để cho grip kéo grip vào đây. Còn bây giờ ở mid ta được thấy cái màn rất là quen thuộc của ATG, đó là Naga đi mid. Khi mà Magnus là một melee hero thì Naga hoàn toàn có thể đánh chiến thuật và đẩy Naga vào, đúng rồi. Nhưng mà có Yestin và Naga sẽ Riptide, bắt lưới, một chém được thôi. Tại vì anh ấy có DD này, chỉ một chém được thôi. Như vậy thì Naga sẽ có 450 gold nhờ cái first blood từ S4, thì Naga sẽ có nhanh hơn. Bây giờ thì không thể nào, họ up hổ thì hổ nhảy. Vâng, vậy là họ up hổ thật rồi, họ up hổ và có nhảy không? Vâng, các bạn có thể thấy không? Đó là họ đứng xung quanh, là cái họ đứng xung quanh cái bóng đó, và khi mà cái bóng nó mở ra thì sẽ bị kẹt. Nhưng mà họ up hổ thì không được rồi. Tức là thì họ up B, nhưng mà up B thì Luna ở quá xa. Còn up hổ, họ đành phải up hổ thôi, nhưng up hổ thì chỉ để là một cái harass thôi, chứ không phải là kiểu mà muốn giết hổ được. Rất khó. Cái trip lane của bên phía Alliance thì Vienna thọt rồi. Tại vì nếu mà Ban như thế này, nó thật sự là con Shadow Demon nó counter được cái combo Ban và Vienna rất là tốt. Đó là nếu mà Ban ngủ thì Shadow Demon sẽ up thanh niên kia lại để không bị tên bắn. Nếu mà tên đang tới thì sợ vầng vậy là ăn hết. Nó sẽ cười ăn hết rồi. Có cả Madness ở đây nhưng mà chỉ lua được hai thanh niên support bên phía phân tích về thôi. Và nếu mà tình huống vừa rồi mình, nếu mà Madness không ra check rune cùng với lại là giúp đỡ cho Shadow Demon, thì Shadow Demon có thể bị EX và Ban giết chết trong tình huống vừa rồi. Còn một điều khá lạ đó là Naga của cái này, Naga của Honey đánh khá là kém.
mình nói 28 CS có First Blood nhưng mà mình vẫn nói anh ấy kém. Kém, cái kém thứ nhất là thế này. Tức là nếu mà có ăn ở ngoài lane đi nữa thì nếu mà để ý ATG đánh thì ATG sẽ không để bóng như này. ATG không bao giờ để bóng như này, anh ấy sẽ gửi một cái bóng sang đây. Gửi một cái bóng sang đây và để một cái bóng vào đây. Và đúng vào giây thứ 53 thì anh ấy sẽ mắc, anh ấy sẽ dùng micro. Đó là micro, cái bóng ở đây thì vào khoảng giây thứ 53 đánh thì sẽ start. Xong rồi kéo ra đây để cho grip start một bãi. Còn ở cái cam ngắn này thì vào khoảng phút 5 thì ATG có khoảng 2 giây từ cam này đến cam này để micro hai cái bóng. Thì cái độ mà delay như vậy là 2 giây là rất là chuẩn xác và kéo được ra đây để start thêm một bãi nữa. Và sau đó thì đợt sau nữa thì mới dùng hai bóng sau để vào ăn hoặc là riptide ở ngoài lan chính này và sau đó là cùng với bóng và con chính vào trong này luôn chứ không phải đợi cho support start. Đó là lý do tại sao ATG farm Naga rất là nhanh. Những cái mà những pro player họ không để ý về cái vấn đề này. Vì bắn tên soi đường và trúng không? Không trúng rồi. Nếu mà cái tên nó dài hoặc một tí thì đã trúng soi đường mình trong tình huống vừa rồi. Còn bây giờ với việc mà hai support hai bên đang vắng map thì bên phía Alliance họ vẫn không thể nào đi được Luna, mình chắc chắn là như vậy. Nếu mà họ giết sao mình thì được, nhưng mà họ tập trung và bắt carry bên phía Alliance thì khó trong tình huống này. Các bạn có thể thấy là Luna farm gấp đôi CS so với lại là Mirana. Bây giờ họ may một tình huống bằng trên top thì Nick Assassin cùng với Dazzle đã đai trụ và giết thành công được Bastard nhưng mà thể Dazzle sẽ chết. Còn Dazzle bắt ngay Gray stun cứu không bằng có mana và Dazzle có thể heal bằng stun ngay ES bằng hỗ trợ đồng đội rất là nhanh. Mặc dù có TP của ES để cố gắng lấy mạng Dazzle nhưng họ vẫn không thể nào bắt được Dazzle, quá khó rồi. Trong khi đó thì ở dưới bot bằng mình nghĩ là Mirana của ERA sẽ tập trung lấy level nhưng mà level bằng nãy có level 5 rồi. Tại vì là Notel đã bỏ lane đi roam rất là nhiều. Còn trong khi đó thì Luna lại farm được nhiều hơn. Nên mình nghĩ thì vào early thì cả level lẫn kinh nghiệm nó quan trọng. Nhưng mà mình sẽ thiên về tiền hơn. Tại vì là có một cái ví dụ mà càng lên nhanh những cái item căn bản thì sẽ farm nhanh hơn. Và cái mid lane nó, cái mid game nó sẽ ổn hơn. Bây giờ chỉ có ngủ solo đi mình thôi. Bắn tên như các bạn có thể thấy là không thể nào làm gì được. Nếu mà ngủ shadow demon để bắn tên shadow demon thì Luna sẽ gỡ cái ngủ cho bạn và Luna sẽ chịu ngủ 2 giây cho shadow demon. Đây là một cái pick mà nó counter và bây giờ thì ở ngoài mid chúng ta có Magnus và Naga. Rất tiếc là Magnus không thể giết được Naga. Bây giờ thì là Naga là phải ngủ rồi. Anh ấy sợ Magnus chém gió một phát rồi thì anh ấy lên bảng bằng một pha đánh rất là an toàn của Honey. Tại vì đánh cái Naga damage này phải hạn chế chết, phải cực kỳ hạn chế chết. Nếu mà chết một mạng thì sẽ mất tầm khoảng 800 đến 1000 gold. Mình không nói con à, mất 800 đến 1000 gold. Đó là cái cam mà miss là hai wave nè. Bạn chết xong là bạn miss một wave này, xong rồi bạn đi ra là miss một wave nữa là hai wave nha. Vậy là khoảng 600 tiền. Hai cái cam này á là khoảng 200 tiền nữa mỗi cam. Đó là 1000 tiền đó rồi. 1000 gold đó, chỉ cần chết một mạng ở ngoài miss như thôi thì Naga sẽ mất khoảng 1000 gold. Mình đã để ý rất là nhiều khi mà ATG chết như chặn Navi thì ATG đi mid với Dandy chết 3 lần thì thay vì 14 phút có rat như bình thường thì anh ấy farm hình như là 18 phút rưỡi thì mới có rat. Nó chết 3 mạng mà delay khoảng 4 đến 5 phút cái rat cho Naga. Và bây giờ thì họ bắt Luna nhưng mà rất tiếc rồi, Sally mình up lại này. Họ không up lại. Bây giờ họ quay ngược ra họ bắt chúng ta rồi rồi. Khó rồi, bây giờ nhưng mà Ben cũng có thể xếp chồng có mắt nó ở đây được rồi. Quá khó rồi. Các bạn có thấy tại sao Fnatic họ không dám bắt đánh với cái trip lane với Alliance là như thế này? Vì Alliance, cái việc mà Big Shadow Demon cùng với Dazzle thì nó hoàn toàn counter lại hai support của bên phía Fnatic. Quan trọng hơn là cái bộ đôi Mirana. Những Ben và S là hai con có thể phối hợp tốt với Mirana để cho Mirana bắn tên chuẩn. Nhưng mà với sự có mặt của Dazzle cùng với Shadow mình thì rất khó rồi. Như các bạn có thể thấy, đó là họ bắn, họ bắn. Nhưng làm sao để, vậy là nút chết rồi. Vậy là họ nút chết được Luna rồi. Vâng, ví dụ Dazzle đứng quá xa thì họ nút chết Luna. Bây giờ thì họ nút Dazzle quá nhanh.
Có nghĩa là nếu mà đứng từ xa, nếu mà không có đứng lỗi á, thì Alliance sẽ không bao giờ, Fnatic sẽ không bao giờ giết được Alliance. Trong thử nguyên rồi thì Loda đứng đây, đứng quá gần trụ, Fissure ra, bắn tay lên đây, Dazzle đứng ở đây, làm sao mà cứu, quá khó. Đó là lỗi của Loda khi mà nay đứng lỗi vị trí trong tình huống vừa rồi, dẫn đến cái chết rất là nhanh. Bên phía Fnatic họ họ rất mong chờ những cái thời khắc mà Loda đứng lỗi như vậy. Tại vì nếu mà Loda đứng lỗi như vậy thì họ giết Loda rất là nhanh. Nhưng mà nếu mà Loda đứng tại một hình tam giác với lại là support của anh ấy thì không thể nào, không thể nào. Ý mình nói là tam giác này là tam giác căng chứ không phải là tam giác có một cạnh dài. Tam giác căng như vậy thì bên phía Fnatic họ sẽ gọi là thường nghĩ đến cái việc mà giết Luna, nhưng mà trong tình huống vừa rồi thì chúng ta thấy Dazzle đứng quá xa và Luna thì quá ham, cho nên là Loda là chết trong tình huống vừa rồi. Còn các bạn có thể thấy đó là Naga Siren của Honey rất là thuận lợi, nhưng mà bây giờ vẫn chưa cầm Relic trên người. Chứng tỏ là các bạn có thể thấy, chứng tỏ là ATG là người farm Naga hay, chứ không phải là vì, chứ không phải là vì con Naga nó hay. Các bạn có thể thấy như vậy. Nếu mà bây giờ thì ATG mà có first blood rồi 70 11 phút của ATG là vào tầm khoảng từ 90 đến 100 CS. Nếu mà anh ấy đi mid bên phía Radiant và không bị block hai cái game này thì vào khoảng 100 grip chứ không phải là 30 grip như là Hany các bạn, như các bạn có thể xem. Nên là Hany đã cố gắng bắt chước ATG nhưng chưa đến cái level mà chúng ta được xem ATG đánh. Cái này thì vì vì cái meta hiện giờ thì nó có hai meta chính, đó là Raid Dotto và đánh theo kiểu carry đi mid. Nên là mà ATG là người đã khởi xướng cái meta carry đi mid, carry farm vị trí một và ưu tiên farm nhất đi mid, cho nên là mình nhắc đến anh ấy hơi bị nhiều trong những tình huống này. Thậm chí nếu mà muốn nói mà Naga sai lầm đánh giá Dotto thì phải nói đến Miracle, nhưng mà Miracle không mang Naga đi mid như là ATG. Miracle anh ấy farm nhưng mà thậm chí mình nghĩ là Miracle farm còn chậm hơn ATG nữa cơ, farm không hay và farm còn chậm hơn ATG nữa. Đó là điều mà mình có thể chắc chắn, tại vì khả năng của Miracle là khả năng farm chứ anh ấy không có khả năng sát thủ như là ATG. Và một phần nữa là vì cái trí sáng tạo, và chúng ta có thể đặt cao vấn đề sáng tạo trong 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 Dota và rất nhiều cái môn thể thao khác, thì ATG có sức sáng tạo rất là tốt, cho nên đó là làm nên sự khác biệt giữa anh ấy và một số người đánh Naga, đặc biệt là Miracle. Dire's bottom tower was never my favorite. Oh, that's not good for the Radiant. Radiant's top tower has fallen. Dire's middle tower is under attack. It has no arms to defend itself. Bây giờ thì cả team mà lên đang tập trung như này. Bulldog là level 9 rồi, offlane của họ là level 9 và Bastrider cũng level 9. Còn thực sự là cái việc mà stack cam trong này rồi ăn thì họ đã bắt là đã bắt kịp với lại lượng level của Nyx rồi. Dire's Thật, bottom chúng ta tower vẫn is under còn attack. nhớ đó Run for là bottom tower. Run. một pha stun chôn của Dire's middle tower is của all alone in the Yasuo world, being stun attacked. để lấy mana cho cả hai. Vậy thì ở dưới boss, vâng, ở dưới boss thì họ đã giết được Madness rồi. Madness Dire's bị middle ngủ tower is under và attack. ăn tên cũng như là Starstorm đến từ Mirana. Còn bây giờ họ bay vào, họ kéo bắt Assassin, nhưng mà Nick Assassin làm sao? Vâng, họ phải họ Fissure nhưng Nick Assassin đã được kéo lại và đã có Fissure, nhưng anh ấy đã bắt Karapik và... Vâng, bây giờ họ bắt Sally mình. Vâng, vậy là EGM đang bị bắt, nhưng mà EX muốn Nick, vâng, vậy họ sẽ giết Nick rồi. Vâng, Nick đã bắt cái... Nick nhưng vẫn không sống được. Và Sally mình của EGM lại còn sống trong tình huống vừa rồi. Dire structures are fortified. That's what that wispy glow around the và tower chủ means. chủ một hit Dire's thôi middle tower một hit is nữa under attack. vâng một There hit is nữa no vậy đã xong. Bây giờ thì Dire's middle tower Luna TP và bật exit ra, nhưng mà ngủ của Naga rồi. Bây giờ thì họ sẽ quay ngược lại và giết Luna. S4 bay vào nhưng không thành công.
Naga của anh ấy đã đứng tốt trong vị trí trong tình huống vừa rồi, anh ấy đã lui về để cho cái ngủ nó kéo dần đi để không cho Magnus lao vào, thay vì là anh ấy tắt ngủ trong tình huống vừa rồi. The Radiant should really do something about that middle Vậy với tower. bạn ấy của thì Naga là người có, vâng vậy là anh ấy đã có, vâng vậy là Naga này rất là chậm rồi, Naga này farm chậm rồi. Khi mà với một thế trận như vậy họ ăn tower, họ ăn hai tower rồi anh ấy có first blood mà mãi đến tận 15 phút rưỡi, vòng 15 phút rưỡi, 15 phút rưỡi mới có rat như thế này là chậm rồi. Theo theo tiêu chuẩn của ATG là chậm, chậm 1 phút. Mình có nghe team Jeffer, team Jeffer của Hàn thì họ nói là khi mà đánh tập luyện tập stream cùng với lại là team Sai của Miracle ấy, thì team Sai của Miracle đánh 10 game, họ pick Naga hết 10 game, họ pick Naga cho Miracle hết 10 game. The Radiant's bottom tower has seen better days. Yes. Trên top họ biết họ bắt được Magnus rồi. Còn Very cái là full full này thì họ găng bên phía thần tích, họ găng rất I là đẹp. feel sad for them. Bắt giờ bay vào giữ trước Baron và hộ bắn tên và có cả Fisher của ES nữa. Những cái combo như thế này nó tạo, nó set up cho những cái skill khác để có thể Dire's trồng lên top và tower is chase. under attack. Bây giờ hai support Oh, cùng với lại Nyx the Assassin ở Radiant's dưới này bottom nhưng sẽ tower has không bắt seen được better ai days. cả, tại vì là bên phía thần tích họ tập Very trung nice. lên top và họ đã bắt được Dazzle nữa rồi. The Bây giờ Dire's top Dazzle bị tower bắt is bởi doing Naga, best, but it doesn't Dazzle look bị giết good. ở đây bởi Naga, mid bởi bóng của Naga chứ không phải là Naga ra giết. Thì Naga đang farm rừng. Dire's top tower has fallen. It was only a matter of time. Very Bây giờ họ bắt luôn cả sao đi mình rồi. Killing Khó rồi. spree. Vâng. I die. Bây giờ thì lại cần đu. Cần đu xem thử trong khoảng 1.000 game gần đây của châu Âu lẫn châu Á thì xem thử Naga bị ban và pick bao nhiêu lần. Con này thì là hot rồi, hot pick, hot ban rồi. Vẫn vẫn không không hot. Thậm chí Naga nó vẫn, tại sao Naga nó vẫn không hot bằng bằng Lycan hay là Ember? Tại vì là Lycan và Ember thì nó cần ít item Dire's hơn. bottom tower Thậm is chí under là attack. Ember đi mid thì nó sẽ mạnh hơn Naga rất là nhiều. Và một cái là nếu mà Lycan, có nghĩa là trong những con mà Rat Auto mà mình được biết thì Lycan là con mà cần ít đồ nhất để có thể Rat Auto. Vâng vậy là Fissure và bắn tên rồi. Thì Assassin đã chết rất là nhanh và bị họ lôi Dazzle ra. Và Dazzle cũng đã bị burst rất là nhanh. Double kill cho Naga của Dire's Hany. bottom tower is under attack. Run, little bottom tower. Radiant's top tower is under attack. Ở trên top thì mất nước farm By the push gods, the nãy là Dire's bottom tower có doesn't even have dagger arms rồi, to defend itself. nó thì nó Radiant's top tower đang is lên under BKB attack. và hiện giờ thì đang farm rừng. Fortified. Booyah. Con đường tới BKB của anh ấy vẫn còn khá là Dire's xa bottom tower và is chúng ta under có thể thấy là attack. mặc dù Loda farm hơn được Dire's bottom tower Hany has fallen. ở lane It nhưng was a mà với valiant việc mà effort. Hany gank cũng với như là ăn tower cùng với đồng đội thì anh ấy có lượng network hơn rồi. Bây giờ thì boot up travel cho Naga Siren. Bắn tên vào không khí của Era và nó sẽ TP về nhà. Vậy là Era đã có cho mình 3k tiền. Dire's middle Nghĩ tower là is under attack. anh ấy It sẽ has no lên bố arms sét. to defend Vâng vậy là itself. lên bố sét rồi. Vâng, Ally mờ vừa nói disappeared. xong lên bố sét. Trong khi đó thì trên Sure. top Magnus đã Dire's dùng middle ulti ti của tower mình is all alone và in the họ đã giết world. được Baron Beam của attack. Jesse. Bây giờ thì chúng ta có ES và ES sẽ cancel, TP. Ép Luna vào góc và đánh vào ulti nhưng Luna vẫn không chết. Bây giờ thì Luna sẽ cho cả cả bọn ngắm chân. Bây giờ thì họ phiên grip Luna và bay vào của cả S4 và double kill cho Luna. Vâng, một pha xử lý rất tinh tế của cả hai. Nhưng mà bắn tay thấy Luna trốn vào đó rồi. Clip vào nhưng S4 có mặt. Vâng, vậy là chân xét ngay từ pha bắn đầu tiên. Và bây giờ thì họ bắt luôn cả Mirana của ERA. Quá nhanh. Một pha mà Loda của Alan bị cancel TP nhưng anh ấy đã đánh rất là khéo. Vâng, bay được hai cái ulti của Ban lẫn ES.
và giết được thêm Mirana nữa, mặc dù Loda đã chết trong nước rồi. Quá nhỏ cho Loda khi mà cái xét của Mirana bắt xét ra, mà bây giờ Nick Assassin bắn ra được. Bây giờ lý do tại sao, đây là lý do tại sao Nick Assassin là counter của Bat Rider. Khi mà Bat Rider bắt lửa như vậy thì Nick Assassin chỉ cần Blink và bật Carapace và Stun setup để cho đồng đội có thể follow up với cái Stun của Nick Assassin. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower is all alone in the world. Tỷ số bây giờ là 12-7 nghiêng về bên phía Fnatic, và chúng ta có thể thấy là trên bảng đế quốc thì Naga vẫn đang tiếp tục dẫn đầu và có hiện tượng là sẽ không ngừng, tại vì anh ấy bị chỉ có việc đi farm và tách bóng ra, đi farm rừng và đẩy lên thôi. Bây giờ là những gì mà Naga cần phải làm là như vậy. Nó rất là đơn giản, và đồng đội này thì với việc mà có Mirana đi farm six lane và cầm một con hero thiên về gank và bắn tên không trúng rồi. Một con hero Mirana là một con thiên về đánh kiểu như là gank, semi carry, không phải là carry hạng nặng như là Naga. Và với việc mà hero Naga được đi mid và bây giờ thì chỉ tập trung farm thôi. Còn trong đó thì cái trước lane cũng là off lane sẽ đánh full gank để tạo điều kiện cho Naga có thể farm full slot. Đây là cái meta mình đang nói, đó là meta của ATG tạo ra, đó là họ đưa carry của season 1 vào hero đi mid chứ không phải là vào hero carry đi lane. Carry hero đi lane chỉ là semi carry và xong chỉ farm lấy lượng đồ cơ bản và item để có thể đánh nhau thôi. Chứ thật ra thì người carry chính của team vẫn là hero đi mid. Còn trong đó thì lối đánh của Na'Vi nó biến hóa hơn. Có nghĩa là họ đánh theo kiểu kiểu bình thường của Dota, đó là để cho Dendy đi mid và Dendy sẽ tạo áp lực và đi gank. Còn để cho Havoc là carry chính. Trừ khi mà Dendy cầm Shadowfin thôi. Tại vì mình thấy là Shadowfin của Dendy cầm thì Havoc cũng làm carry chim mồi cả. Nên là có nghĩa là fit để tạo coi như là để tạo khoảng trống cho Dendy có thể farm. Hôm đó thì bên phía Cloud9 là team mà họ đánh cả hai, đó là họ đánh cả hai nhưng mà thường là họ fail tại vì Isama của chúng ta farm không được, là họ để cho Shinshin đi mid và đánh gank theo kiểu của Dendy. Và gank như vậy thì Shinshin gank rất là nhiệt tình, gank rất là hiệu quả, nhưng EA lại fix thì late game họ không có hero để carry. Còn nếu mà họ để cho EA đi mid và họ đẩy Shinshin lên top và cho EA farm á, thì đôi khi Cloud9 lại thắng. Rất nhiều cái trường hợp nó như vậy. Bây giờ Bat Rider bay vào và kéo sau đi mình rồi, Nick Assassin bật cap ra back. Stun. Nó không stun được rồi, nhưng mà bây giờ thì họ sẽ dùng cái Shadow đang graveyard để cứu. Không được rồi, quá khó rồi. Bây giờ họ bắt ES. ES đã bị bật dust nhưng có thể quay lại và Echo Slam. Ông Echo Slam. Quá chuẩn rồi nhưng đã bị Carapace của Nick bật lên. Bây giờ thì Luna bật Exlip. Nhưng khó rồi, bóng của Naga quá nhiều và họ đã giết được hết 4 hero của bên phía Fnatic. Họ chỉ check Bat Rider và ES trong tình huống vừa rồi. Quan trọng hơn đó là Honey ăn kill. Đó là những gì mà Fnatic cần. Mình thì không nghĩ Fnatic sẽ thắng game này, tại vì mình nhìn kèo trên Total Out thì Total Out là 67%, còn Fnatic thì tầm 33% thôi. Nhưng mà trong cái đó thứ nhất này thì chúng ta có thể thấy đó là cái meta game của Dire's bottom tower doesn't even have arms to defend itself. What a brave. Nó counter ở Lion. Radiant's middle tower is under attack. Chúng ta vẫn chưa biết được. Chúng ta vẫn không hiểu được là tại sao các thanh niên ở bên phía Alliance họ lại đứng lỗi, họ lại bị bắt lẻ, hoặc là họ lại tạo điều kiện cho bên phía Fnatic họ snowball như vậy. Bằng Luna của Luna của Luna lên mom, anh ấy lên mom các bạn ạ. Giống như Silent của không phải, giống như EE của bên phía hôm nay, hôm nọ thì anh ấy lên mom với lại là Eye of Skadi đánh gọi là mát nhanh và mát slow.
Trong khi đó thì ở dưới mid và chúng ta được xem bộ đôi support offlane của Alliance. Dazzle ăn tên và Nick Assassin lại dính fin grip của Ban thì làm sao mà đỡ đây? How to đỡ? Dire's middle tower is all alone in the world, being attacked. Vâng, có lẽ là ở Lion họ sẽ thua trận này rồi. Mình nghĩ là họ sẽ không thắng được đâu. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Khoảng 10.000 và có dấu hiệu sẽ không dừng ở đây, tại vì họ vẫn còn bên rừng của họ, nhưng mà Naga sẽ vào rừng và farm sạch rừng của phía Lion. Và một cái nữa đó là họ vẫn còn Roshan, và bây giờ chúng ta có thể thấy đó là tỷ số kia là khoảng 9 con hơn. Giờ thì họ bay về, họ bắt Madness, rồi Madness bị kéo lại rồi. Nhưng được up lại rồi, nhưng mà Madness đã sống nhưng đúng rồi. Và họ push Mirana, nhưng làm sao giết Mirana đây? Assassin có Blink và đang invade để đi tìm con boy để check item. Bằng bên phía Blink họ không có gem, họ chỉ có dust cùng với sentry thôi. Bây giờ thì Bad Rider có thể sẽ bị lỗ ở đây, nhưng mà Nick Assassin sẽ cần một người bạn nữa để có thể bắt được Bad Rider. Bad Rider đang mất máu, có thể giết được. Bạn đánh trúng rồi, bật Karabek lên. Còn bây giờ là bật Karabek lên, thì bóng của Naga bị dính, nhưng mà có ý ấy đã rồi. Một pha Body Block của Naga rất lợi. Vâng, nếu mà Honey micro cái bóng của mình để stack hai cái cam này từ lúc early thì mình nghĩ là anh ấy sẽ lập cái kỷ lục farm Radiant cao nhất trên Naga. Ta có thể một pha rất là khéo léo, micro cực kỳ tốt của Honey. Nhưng mình lại sau khi xem pha vừa rồi thì mình lại tự nghĩ là hay là anh ấy lại nhất thời dùng bóng block. Chứ còn mà bình thường thì đi lane thì không thấy anh ấy điều khiển hai cái bóng của mình để có thể bây giờ Dazzle đang bị bóng của Naga hiếp. Các bạn có thể thấy bóng của Naga chém support rất là nhanh. Và Madness của Expo đã chọn lên Fury bằng một sự lựa chọn chuẩn xác. Lên Fury để đấm bóng của Naga cho nó nhanh. Và chúng ta có thể thấy là ngay cả carry của họ là Loda bị bóng của Naga chém chỉ còn nửa bình máu thôi. Hãy tưởng tượng xem anh ấy, nếu anh ấy bật mom lên và Naga nó chém như vậy thì hai tôi đỡ đây rồi. Bây giờ thì Luna, úi trời ơi, và finger grip luôn cả Luna luôn nha, có sơ tinh của Nick rồi. Bật clip đi và ngắm chân, đây là ngắm chân và no tail đã bỏ đồng đội. Dire's top tower is under attack. Oh, that's got to hurt. Bạn có thể thấy bóng Naga là nỗi sợ hãi của bên phía của Lion. The Dire's top tower is doing its best, but it doesn't look good. Nick mắc 2/3 máu chỉ vì cái bóng của Naga. Trong đó thì ở trên top vâng, Mirana đã có búa xét rồi. Có búa xét rồi. Vẫn chưa có búa xét, mà nó lên Manta. Mà nó lên búa xét trước và nó quay lại nó lên Manta sau. Bây giờ thì bóng của Naga lại tiếp tục hãm hiếp Sally mình vâng. Và có thể ra là những cái con bóng này và nó đã phải bớt cái bóng của Naga. Thì bây giờ mình bớt cái bóng của Naga để không bị chết. Một cái khác mà chúng ta có thể đánh nói về cái competitive thì nếu mà carry có bóng hay là carry có unit thì họ thường share unit với lại là Dire's top tower has fallen in battle. Chúng ta thường có cái share đó là share hero, share unit và disable help. Thì mình lại đang nghĩ đến việc mà hai support có thể share được có thể share unit cho nhau hoặc là share hoặc là carry share unit cho support để có thể stack. Nhưng như các bạn đánh bất kỳ các bạn thường là ví dụ như bạn đánh Garrocopter lên cái hang Terminator, bắt một con Centaur hoặc là bắt một con Troll đánh xa, sau đó thì nhờ một support trong trận đấu đó stack cho bạn. Thì đó là mình nghĩ đến việc mà mình không nghĩ đến việc là ADC lại có khả năng micro hay như vậy. Có thể là anh ấy share cái bóng của mình, share unit của mình và để cho support của anh ấy stack cho anh ấy, cũng đó là có thể một chuyện xảy ra. Và khi mà mình coi rap thì mình lại không thấy như vậy. Mình thấy bóng của anh ấy nó lại tự tay anh ấy start.
chung là có rất nhiều cái mà chúng ta phải đào sâu vào những cái replay, hoặc là chúng ta phải ngồi sau game thủ. Nó đại khái là nó như vậy. Và bây giờ thì bác Blink vào, nhưng mà một pha nhấn pha, những pha ulti chặt, bắn tay chúng bắn hết rồi, pin crit cả Luna. Còn bây giờ họ giết, họ giết Magnus, và Magnus đã đẩy về rồi. Bây giờ Luna bật Magnus được sao quay vào Luna và clip đây mà chết, chết ngược rồi. Bên phía bên Tích đã chết ngược, họ đã chết ngược Brianna rồi, ném bom xăng của Bad Rider và một pha fissure block đường rất tốt của ES. Vâng, những cái mà nó như mình đang trở lại là những cái mà micro chia nhau micro như vậy thì mình rất nhiều cái là xảy ra rồi. Ví dụ như Fly, mà cái điều mà mình đã nghe gần đây nhất đó là Fly của bên phía Fnatic, anh ấy đánh Vixx, nhưng Notel mới là người điều khiển hai cái con chim của anh ấy. Còn anh ấy chỉ điều khiển con Vixx chính thôi. Còn hai con đệ của Vixx, hay thậm chí là ba con, thì Notel là người điều khiển, chứ không phải là Fly. Tại vì Fly không có khả năng micro tốt như là Notel, nhưng các bạn biết là Notel là người đánh Mibo, một trong những người đánh Mibo hay nhất thế giới. Giờ anh ấy đã micro hai ba con chim đệ của Vixx cho đồng đội mình, đó là Fly. Cái điều này thì khi mà Fly nói ra thì mình không bất ngờ, tại vì bản thân Fly chỉ là một captain và một người đánh rất là casual thôi. Còn Notel là thực sự là một tài năng và một thanh niên trai ha, trai cực kỳ ha luôn. Giờ các bạn thấy cái bóng của Naga đang hiếp dâm cả team Lion. Vâng, hấp dâm cả team Lion. Bắt nớt tụt máu, băng support tụt máu gần chết. Và bây giờ Naga bắt, còn Naga bắt ulti và bắt được Nick Jackson, bắt được bắt nớt, bắt được hết các thành viên bên phía Lion. Và làm gì đây? Và bây giờ thì họ bắt bây giờ họ chuyển, họ bắt được Dazzle xong, họ chuyển qua bắt Manus. Manus đang trốn. Stay in the tree, stay in the tree. Thì mà nó lui ra, lao ra và Abby chỉ chống, mỗi mình được Brianna thôi, nhưng mà bị Finn Grip. Nhưng mà Bad Rider kéo được Shadow Demon. Vâng, vậy là Nick Assassin là người sống sót trong đúng vừa rồi. Và GG Warplay đến từ Lion. Rất là nhanh, một trận đấu khá là nhanh. Dire's bottom tower is under attack. Radiant victory. Vâng, vậy là sau game đấu đầu tiên, với sự xuất sắc của Naga Siren, và chưa kể đến nữa việc Rom gun rất tốt đến từ hai support bên phía Fnatic đã có một trận đấu rất là hay, và họ có một chiến thắng 1-0 trước Lion. Ta hãy cùng nghỉ ngơi ít phút trước khi đến với game đấu thứ hai, game đấu giữa Lion và Fnatic trong khuôn khổ giải Dota 2 League Western Challenge, được mang đến cho các bạn bởi PewPew với sự tài trợ của HyperX.